Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, trên tạp chí Văn học nghệ thuật tỉnh Kon Tum đã xuất hiện nhiều cây viết trẻ viết về đất và người Kon Tum. Những sáng tác mới từ văn, thơ, nhạc, nghiên cứu lý luận, phê bình văn học không chỉ mang lại diện mạo mới cho văn học của tỉnh mà còn phản ánh một cách sinh động sự chuyển mình của mảnh đất Bắc Tây Nguyên. Trong số những tác giả trẻ ấy, Ngọc Nghĩa là cái tên được nhiều người biết đến và đánh giá cao. Tác giả Ngọc Nghĩa, tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Nghĩa, sinh năm 1989 tại huyện Đức Phổ, nay là thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Chị kể, quê của chị có núi đồi, có ruộng đồng xanh ngát và cả bãi biển thơ mộng. Chính vẻ đẹp bình dị của vùng đất này và những làn điệu ca dao, dân ca đã góp phần nuôi dưỡng, đắp bồi tình yêu văn thơ trong chị. Theo đuổi niềm đam mê văn học, nghiên cứu văn chương, chị đã theo học ngành sư phạm ngữ văn. Sau khi tốt nghiệp đại học, cuối năm 2012, chị đến tỉnh Kon Tum sinh sống và làm việc. Hàng ngày, sau những giờ miệt mài bên công việc chính làm văn phòng, chị dành riêng cho mình một khoảng thời gian tĩnh lặng để đọc và sáng tác thơ. Ngọc Nghĩa nhận mình là người sống thiên về cảm xúc, dễ rung cảm. Những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống thường nhật, câu chuyện về tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình đều có thể trở thành cảm hứng sáng tác với chị. Cảm nhận những cái tác phẩm của anh em trẻ. Vì bạn Ngọc Nghĩa tham gia làm thơ cũng chưa lâu lắm. Nhưng mà cũng qua những cái tác phẩm của chị thì tôi thấy là đúng là thơ là tiếng nói của tình cảm. Thì những tác phẩm của Ngọc Nghĩa là tiếng nói của tình cảm chia sẻ, rồi đồng cảm, tiếng nói tự hào về quê hương đất nước. Thơ Nghĩa thì cũng viết về nhiều đề tài, trong đó ấn tượng hơn cả là về tình yêu, tình cảm trân trọng, quý mến với lại các đồng chí bộ đội biên phòng, rồi thầy cô giáo, rồi là những người thân trong gia đình, những người đồng hành cùng với chị trong quá trình công tác, trong quá trình sáng tác. Thì tiếng thơ của Ngọc Nghĩa thì giản dị và chân thành, không có khách sáo, không hoa mỹ, nhưng mà vẫn gặp được với tình cảm người đọc là do sự chân thành đấy. Sự tinh tế trong cảm xúc, giản dị trong ngôn từ, chủ đề tình yêu mến rất riêng của người con đất biển dành cho phố núi Kon Tum đã tạo nên chất thơ rất riêng của tác giả Ngọc Nghĩa. Điều đó được thể hiện rất rõ trong các sáng tác của chị đăng tải trên tạp chí Văn nghệ Kon Tum, báo Kon Tum. Năm 2020 là mình gắn bó với Kon Tum cũng đã 8 năm rồi. Thì cái thời gian đó mình đã gắn bó với đất và người Kon Tum. Thì mình hiểu hơn về cuộc sống, về con người của Kon Tum. Thì qua cái đó thì mình thấy là đất Kon Tum là một vùng đất giàu văn hóa, đa dân tộc anh em cùng sinh sống. Và cái con người dân của Kon Tum thì họ rất là hiền hòa, thân thiện, cởi mở, đoàn kết và yêu thương. Đặc biệt là họ rất là hiếu khách. Thì qua những cái cảm nhận như thế thì mình thấy là mình cảm xúc được và mình viết về cái Kon Tum. Có hai bài mình tâm đắc nhất, đó là bài Đêm Đắk Bla và Tô Mưa Rông Ngày Trở Lại. Vâng, vậy thì trong cái chương trình tác giả tác phẩm số này thì chị có thể trình bày về cái bài thơ Đêm Đắk Bla được không ạ? Đêm Đắk Bla, từng giọt tí tách lưa thưa, ly cà phê gọi đêm mưa dịu huyền, dòng sông lờ lững cao nguyên, ngàn xưa còn đó nét duyên đông đầy. Đêm Đắk Bla khách ngất ngay, say đắm phố núi nơi đây thật rồi. Thời gian bối rối quên trôi, vị ngọt đắng giữ đôi môi thơm nồng. Lưu luyến mãi một dòng sông, thì thầm cõi mộng chân không muốn rời. Sợ lắm sợi nhớ buông rơi, níu chặt khoảng lặng giữa trời miên man. Mai này tạm biệt đại ngàn, quên sao mến khách nồng nàn cà phê. Đến thời điểm hiện tại, tác giả Ngọc Nghĩa đã sáng tác được khá nhiều thơ, trong đó có những tác phẩm được người yêu thơ và giới phê bình đánh giá cao như Cánh Chim Di Trú, Ký Ức Ngày Mùa, Lời Du Cánh Cỏ, Du Những Giấc Mơ hay Tô Mưa Rông Ngày Trở Lại. Điều đặc biệt trong sáng tác của Ngọc Nghĩa đó là hình ảnh núi, sông và con người Kon Tum
hết sức đời thường, mộc mạc và gần gũi. Ở thơ của chị không có đêm xoang, dụ cần, nếp váy thổ cẩm bên nhà sàn, nhưng lại gợi ra một vùng rừng núi mênh mông, thấm đậm văn hóa truyền thống với những con người vững niềm tin vào ngày mai. Khi mà Ủy ban Nhân dân huyện Tumorong phát động cuộc thi viết sáng tác văn nghệ về Tumorong thì mình đã viết, và cái bài thơ này đã được ban tổ chức chấm và chọn trao giải khuyến khích. Mặc dù là khuyến khích nhưng mà đối với mình thì đây là cái sự ghi nhận đối với tình cảm dành cho đất và người Tumorong. Cụ thể là cái lời thơ đó như thế nào ạ? Về nôi cách mạng hôm nay, cuộc sống hạnh phúc đổi thay thật nhiều. Nhớ xưa gian khổ bao nhiêu, tinh thần bất khuất những điều khó quên. Căn cứ tỉnh ủy đặt trên, chống Mỹ gian khó, vượt lên kiên cường. Với đảng tin tưởng yêu thương, nhân dân son sắt con đường đấu tranh. Kháng chiến thắng lợi đã thành, công cuộc xây dựng đẩy nhanh quá trình. Ơn đảng nhà nước thắm tình, quê hương anh dũng chuyển mình vươn vai. Bất ngờ ập đến thiên tai, thời gian tái thiết lại dài thêm ra. Một lòng đoàn kết muôn nhà, tinh thần tự lực tự cường dựng xây. Chính sách soi sáng nơi đây, cho diện mạo mới nơi đây đẹp giàu. Con đường liền xã nối mau, những ngôi nhà mới một màu an khang. Khu hành chính đã chỉnh trang, điện đường trường trạm ngỡ ngàng khác sao. Thành quả lao động ngọt ngào, kinh tế ổn định với bao nồng. Trải nghiệm du lịch cộng đồng, điệu xoan uyển chuyển bên cồng chiên vui. Nụ cười mến khách bên gùi, món ăn dân dã vị mùi đặc trưng. Vùng dược liệu dưới tán rừng, mang đến phát triển thịnh hưng diệu kỳ. Mê mải ruộng lúa măng ri, siêu buông thơ mộng thầm thì níu chân. Một ngày trở lại sẽ gần, niềm tin vẫn mãi những lần về bên. Tumorong sẽ đi lên, như ngọc lên mãi vững bền thời gian. Là một cây viết trẻ, sức viết tốt, xúc cảm dồi dào, nhưng Ngọc Nghĩa vẫn chưa thực sự dám bứt phá khỏi dáng vẻ hiền lành quen thuộc. Trong dòng chảy của văn học hiện đại, với sự xuất hiện của nhiều cây bút trẻ với nét phá cách mới mẻ, để thành công hơn, Ngọc Nghĩa cần có sự định hình đột phá mới cho sáng tác của mình. Qua cái quá trình mà biên tập mà sử dụng bài vở của Ngọc Nghĩa ở trên tạp chí Văn Nghệ Con Tum á, thì với tư cách là một biên tập viên á, thì tôi có vài cái nhận xét thế này. Cái thứ nhất là nói về cái sự mà đam mê, tâm huyết sáng tác văn học thì Ngọc Nghĩa là có thừa. Nhưng mà trong cái quá từ cái đam mê, từ cái tâm huyết đó mà nó đi đến cái tác phẩm, mà tác phẩm đạt nghệ thuật, nó lại là cả một cái bước tiến nữa, một cái bước nữa. Thì với Ngọc Nghĩa thế này, nói theo cái từ mà người ta sử dụng một cách là nó rất là nôm na là sạch nước cạn, tức là thơ của Ngọc Nghĩa là qua được cái chỗ nước cạn, tức là sạch nước cạn, là một cái điều tốt rồi, cái điều mừng rồi. Cái điều thứ hai nữa là về yêu cầu cái mảng sử dụng ngôn từ, thì mặc dù cô là sinh viên khoa văn gì đó, nhưng mà là mảng sử dụng ngôn từ khi mà in làm thơ thì cô cũng có cái phần đó là chưa được vượt thoát, chưa được bay bổng lắm để nó cho nó đạt cái chất nghệ thuật ngôn từ ở trong thơ ca. Thì với tác giả này, với cây bút này, nếu tiếp tục còn đam mê, tiếp tục còn tâm huyết hoạt động văn học nghệ thuật thì tôi tin tưởng là về sau này thì cô sẽ là một cây viết tốt ở Kon Tum. Ngọc Nghĩa đã có hơn 100 bài thơ, chủ yếu là về Kon Tum, gia đình, cuộc sống và đặc biệt là đề tài về biên phòng. Khi được hỏi về những dự định cho tương lai, Ngọc Nghĩa chia sẻ chân thành. Là một nhân viên văn phòng, ngoài công việc thì chính bản thân đã trải nghiệm trong việc cầm bút. Và ngoài thơ, Ngọc Nghĩa đang thử sức viết ở nhiều loại hình sáng tác khác. Hy vọng rằng sự trải nghiệm ấy sẽ thành công và đóng góp cho văn học Kon Tum ngày càng phong phú, đa dạng với nhiều màu sắc khác nhau.